Tiểu sử Xuân Lan, khổ vì cá tính mạnh, nửa đời lận đận tình trường của siêu mẫu Kate Moss Việt Nam. Xuân Lan tên đầy đủ là Nguyễn Thị Xuân Lan. Cô sinh ngày 12 tháng 8 năm 1978, là một siêu mẫu, diễn viên và đạo diễn thời trang người Việt Nam. Được mệnh danh là biểu tượng thời trang Việt Nam hay Kate Moss Việt Nam, Xuân Lan thuộc thế hệ người mẫu thời kỳ đầu những năm 1996-1997. Cô còn nổi tiếng với gương mặt và các phong cách lạnh lùng, cùng mái tóc cắt ngắn cá tính kiểu mannequin xinh đẹp đầy nổi bật trong giới thời trang lúc bấy giờ. Ngoài công việc là vedette trên sàn diễn, siêu mẫu Xuân Lan còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như Những Cô Gái Chân Dài, Họng Súng Vô Hình, Tóc Rối, Người Mẫu và các vở diễn Sát Thủ Hai Mảnh, Bikini. Sau khi nữ siêu mẫu tuyên bố giải nghệ năm 2008, cô hoàn toàn tập trung vào công việc đào tạo những người mẫu trẻ và tham gia làm đạo diễn các chương trình thời trang vì cô vẫn còn rất nhiều tâm huyết với nghề. Năm 2011, Xuân Lan được mời làm giám khảo Việt Nam Next Top Model mùa thứ 2 và cô tiếp tục được mời tham gia làm giám khảo mùa thứ 3 năm 2012 và sau đó là mùa thứ 5 năm 2014. Không chỉ có chỗ đứng riêng trên sàn catwalk, Xuân Lan còn gây ấn tượng khi lấn sân sang phim ảnh và kịch nói. Sau khi đoạt giải siêu mẫu quốc tế, Xuân Lan liên tục trở thành gương mặt thương hiệu của nhiều nhãn hàng lừng lẫy thời bấy giờ. Phục sáng thành sao, Xuân Lan đặt ra những yêu sách, giành vị trí trình diễn và cả những trang phục đẹp nhất trong mọi chương trình. Chính quyết tâm này khiến Xuân Lan bị nhiều người trong giới hiểu lầm rằng cô có thói hống hách. Cô bị đẩy vào vòng cô lập và phải tự đi kết nối xin xô để làm lại từ đầu. 25 năm theo đuổi sự nghiệp người mẫu và thời trang, với Xuân Lan, những được mất trong nghề không còn là điều quan trọng. Quan trọng là cô đã dám sống thật với đam mê và quyết liệt với đam mê ấy. Sau khi tuyên bố giải nghệ, cô tập trung vào công việc đào tạo người mẫu trẻ và đạo diễn thời trang. Mãnh liệt và quyền lực trong làng mẫu, nhưng sâu thẳm trong Xuân Lan là những vết cắt đau đớn của người phụ nữ khao khát được yêu. Người yêu đầu tiên của Xuân Lan là một chàng ca sĩ đồng tính. Cô từng tâm sự, thời điểm ấy cô yêu bằng trái tim ngờ nghệch, không biết gì. Và rồi mối tình ngang trái cũng đi đến hồi kết, khi Xuân Lan bị người mình yêu tố chơi ngải, khiến anh không thể phục sáng thành sao. Sau đó cô cũng vội vã lấy chồng, rồi vội vã chia tay. Đến khi có con với người yêu mới thì cũng là lúc cô chấp nhận làm mẹ đơn thân, vì cha của con cô không muốn nhận con. Câu chuyện cuộc đời của Xuân Lan gây sốc cho khán giả vì hậu trường khốc liệt của nghề người mẫu và cả những mối tình đầy trắc trở trong giới showbiz. Là một siêu mẫu nổi tiếng với nhiều năm lăn lộn trong nghề, Xuân Lan cũng giống như những nghệ sĩ khác, không tránh khỏi những tin đồn liên quan đến công việc và đời sống cá nhân. Luôn xuất hiện với hình ảnh người phụ nữ chủ động, mạnh mẽ, nhưng Xuân Lan không hề tỏ ra gay gắt, nổi giận trước những tin đồn thất thiệt về mình. Thay vào đó, cô chọn cách giải quyết có phần điềm tĩnh và hiền lành. Im lặng bỏ qua, không quan tâm đến tin đồn. Cô nói, thị phi thì không đáng phải quan tâm. Mình dùng năng lượng đó để làm việc khác có ích hơn. Thật ra, phụ nữ không ai chịu nổi tin đồn. Nhưng để sống trong tin đồn mà chìm đắm trong sự xúc phạm của người ta về tin đồn đó, thì tự nhiên mình thành dở người, cũng như biến tin đồn đó thành có thật. Tái hôn ở tuổi 41. Xuân Lan sinh bé Thỏ cuối năm 2013, chấp nhận làm mẹ đơn thân suốt 6 năm, không cần bố ruột của con gái có trách nhiệm. Ngày 1 tháng 1 năm 2020, siêu mẫu Xuân Lan gây bất ngờ khi tổ chức đám cưới bí mật tại Đà Nẵng. Được biết rằng đám cưới của cô chỉ có khoảng 50 khách mời tham dự là những người bạn cực kỳ thân thiết của hai vợ chồng. Sau đám cưới, nữ người mẫu đã gửi lời cảm ơn tới những bạn bè và người thân đã có mặt để chứng kiến cho hạnh phúc của cô. Họ là những người đã luôn yêu thương, lắng nghe, giúp đỡ, chia sẻ và lo lắng cho cô siêu mẫu. Từ giờ mọi người yên tâm nhé. Từ giờ em đã có người đàn ông tuyệt vời để gọi là chồng rồi. Xuân Lan nhắn nhủ. Cô cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn tới ông xã của mình. Ngày đầu tiên của năm mới, ngày 1 tháng 1 năm 2020, là ngày em rất hạnh phúc.
cảm ơn anh đã đến bên em để yêu thương em và con. Là một người khá kín tiếng trong chuyện đời tư nên thân phận chồng của Xuân Lan cũng được giữ bí mật kỹ càng. Được biết rằng chồng của Xuân Lan tên thật là Nguyễn Ngọc Lâm, anh là nhà sản xuất, quay phim và quê ở Vĩnh Long, hơn Xuân Lan 2 tuổi. Thêm một số thông tin, chồng của Xuân Lan không phải đại gia nhưng là một người tài giỏi. Sau đám cưới của mình, trên trang cá nhân, anh Ngọc Lâm đã thổ lộ, ngày cưới chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của anh. Anh đã phải chờ đợi 44 năm mới có ngày hôm đó. Bản thân anh rất tin điều tuyệt vời nhất sẽ đến bên mình và anh đã được ban cho một người vợ và một cô con gái. Vợ và con cho tôi niềm vui của mái ấm gia đình mà tôi gọi là trên cả tuyệt vời. Cảm ơn vợ Xuân Lan đã yêu anh, lúc nào cũng nghĩ cho anh. Cảm ơn con gái Thọ chấp nhận ba làm người cha của con. Muốn cho con hạnh phúc, ba xin yêu thương mẹ con trước, vì hạnh phúc của cha mẹ mới đem lại hạnh phúc cho con. Càng muốn được yêu thương con, ba càng phải yêu mẹ nhiều hơn. Ba mẹ có trách nhiệm đem hạnh phúc tới cho con. Anh tâm sự. Xuân Lan từng cho biết, cô kết hôn với đạo diễn Ngọc Lâm vì cảm thấy rằng anh chính là người mà mẹ con cô cần. Anh đã chủ động tiếp cận với Xuân Lan, sau đó chủ động làm quen và chăm sóc con gái riêng của cô, làm cho cô những điều mà một người mẹ không làm được. Chính là bé Thọ đã là người luôn khuyên mẹ nên đi bước nữa với Ngọc Lâm. Bé Thọ chia sẻ, những người khác chỉ nói mà không làm, còn ba Lâm không nói nhưng đều làm hết cho con.